chạy kèo nè anh em, như cái hòn núi vậy á, dở sờ cho kia chạy kèo vậy. Wow, dở sờ ghi giải kèo anh em, ghi như hồng núi ấy. Dở sờ cho kia, nghe nó như hồng núi anh em. Tấp vô tấp dở sờ cho kia dở kèo. Dở sờ ghê dở kèo vậy. Đây có chiếc ghe dở kèo đang qua dở kèo Phú Yên. Dở kèo Phú Yên chạy lạc lạc ở Nha Trang rồi. Dở kèo Phú Yên rồi nè. Dở kèo Phú Yên. Ok, quay trước kia dở kèo cho anh em xem. Dở sờ trước kia dở kèo anh em. Chù trước kia dở kèo quá to luôn. Dở sờ trước kia. Ghê gì to dữ trời ghê này.
ở Khánh Hòa nhưng mà chắc ở ngoài Liên Sơn chị. Dạ. Ghi giả kèo dở sợ chứ ghi giả kèo luôn. Chù chứ ghi giả kèo nè anh em. Ghi giả kèo đầu kèo hơn cản luôn. Đấy. Cho em quay chút nha. Dạ. Ghi giải kèo của anh em vô bốc cá, hình như này là giải kèo của Lương Sơn phải không chị? Dạ. Đây. Mấy chiếc rút rủ để không anh em, mượt mè quá trời quá đó. Mấy chiếc rút khơi đêm của Bình Định dở sợ mấy cái kia 99768. Này gì lạc lẽo hết rồi, còn có 219 98219. Này tàu sắt tàu đồ này.